Ricky xin kính chào quý cô chú anh chị Video này Ricky sẽ chia sẻ 35 từ quát Min quan trọng thường gặp trong phỏng vấn Thì đây là những từ quát Min hay bị hỏi nhất đã được những quý cô chú anh chị đã thi và chia sẻ trong thời gian qua Ricky sẽ giải thích cụ thể ý nghĩa từng từ để quý cô chú anh chị dễ hiểu và học dễ nhớ hơn Thì bên cạnh đó Ricky cũng sẽ đưa ra những gợi ý, những cách trả lời khác để quý cô chú anh chị tham khảo và giúp cho quý cô chú anh chị có thể tự tin, tự giải thích quát minh theo cách mình hiểu. Vì phần thi quát minh là một phần thi tự do, câu trả lời không theo một khuôn khổ hay một tài liệu chính thức nào cả. Quý cô chú anh chị có thể sử dụng bất cứ từ ngữ nào mà mình cảm thấy đơn giản, dễ nhớ để giải thích quát minh, miễn sao đúng ý, đúng nội dung câu hỏi là được. À, nếu quý cô chú anh chị có câu hỏi hay ý kiến đóng góp, hãy xin để lại bình luận cho Ricky nha. Ricky cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video. Từ đầu tiên là form of government of the United States. Form of government là hình thức chính phủ. Hình thức chính phủ Hoa Kỳ lúc nào cũng là republic. Ricky đã nhận rất nhiều câu hỏi của quý cô chú anh chị về vấn đề này. Hình thức chính phủ Hoa Kỳ không liên quan đến đảng phái chính trị của tổng thống hiện tại. Câu trả lời lúc nào cũng là republic. What is the form of government of the United States? What is the form of government of the United States? Republic Republic Từ tiếp theo là Oath of Allegiance Oath là lời tuyên thề Allegiance là lòng trung thành Oath of Allegiance là lời tuyên thề trung thành tức là mình tuyên thề trung thành với nước Mỹ Câu trả lời là a promise to be loyal to the United States. A promise to be loyal to the United States. Là lời hứa trung thành với nước Mỹ. Promise là lời hứa. Loyal là lòng trung thành. Ý nghĩa cũng giống như allegiance, nhưng mà từ allegiance được sử dụng mang tính trang trọng, rộng lớn như thể hiện lòng trung thành đối với đất nước còn loyal là lòng trung thành mang tính cá nhân ví dụ như sự trung thành giữa vợ và chồng yêu nhau thì đừng phản bội nhau what is oath of allegiance what is oath of allegiance a promise to be loyal to the united states a promise to be loyal to the united states bear arms bear nghĩa là mang cầm mình mang thứ gì đó gọi là bear đồng nghĩa với từ carry cũng là mang arms là súng ống vũ khí cũng giống như weapon arms còn có ý nghĩa khác là cánh tay của mình nhưng trong câu này nó không mang ý nghĩa là cánh tay mà có ý nghĩa là vũ khí b-arms hai từ này ghép lại nếu mình dịch sát nghĩa đen của nó là mang súng mang vũ khí nhưng nó có một ý nghĩa rộng lớn hơn là phục vụ trong quân ngũ vì xét cho cùng mình mang vũ khí là để phục vụ trong quân ngũ chiến đấu vì đất nước câu trả lời đơn giản là to own or use a gun to own or use a gun own là sở hữu use a gun là sử dụng súng. What does bear arms mean? What does bear arms mean? To own or use a gun. To own or use a gun. Từ tiếp theo là non-combatant services. Non-combatant là những người làm công việc hậu cần họ không trực tiếp tham gia chiến đấu, chẳng hạn như bác sĩ, y tá, đầu bếp nấu ăn làm việc ở hậu tuyến. Non-combatant services là những công việc hậu cần, những công việc không tham gia chiến đấu. Tiếng Việt mình có từ hậu phương và tiền tuyến. Non-combatant services là liên quan đến hậu phương. Câu trả lời là services that do not involve combat. services that do not involve combat involve là liên quan combat là chiến đấu what does non combatant services mean what does non combatant services mean services that do not involve combat services that do not involve combat Nếu trong phỏng vấn quý cô chú anh chị không nhớ được câu này cũng có thể trả lời ngắn gọn theo ý mình hiểu là like a nurse. Like a nurse, giống như y tá. Work of national importance. Work of national importance là những công việc có tầm quan trọng quốc gia. Đây là những công việc mà bất cứ người dân nào cũng có thể tham gia khi đất nước cần. Ricky sẽ đưa ra ví dụ cụ thể để quý cô chú chị dễ hiểu. Mình giúp hội chữ thập đỏ cứu người, giúp đỡ người bị nạn khi có động đất xảy ra, đó là những công việc có tầm quan trọng quốc gia. Tasks that are important to a nation. Tasks that are important to a nation. Task là nhiệm vụ, công việc Important là quan trọng. Nation là quốc gia. Important to a nation là quan trọng tới đất nước. What is work of national importance? What is work of national importance? Tasks that are important to a nation. Tasks that are important to a nation. Claim to be a U.S. citizen. Claim nghĩa là thừa nhận, công nhận. Claim to be a U.S. citizen nghĩa là nhận mình là công nhân Mỹ. Câu trả lời là to state you are a U.S. citizen. To state you are a U.S. citizen. State có nghĩa là nói, tuyên bố. What does claim to be a U.S. citizen mean? What does claim to be a U.S. citizen mean? To state you are a U.S. citizen. To state you are a U.S. citizen. Quý cô chú anh chị có thể dùng từ say thay thế từ state nếu cảm thấy từ state khó nhớ hoặc là khó đọc. To say you are a U.S. citizen. To say you are a U.S. citizen. Thì hai câu này vẫn có ý nghĩa như nhau. Từ tiếp theo là vote. Vote nghĩa là đi bầu cử. Bầu cử là chọn lãnh đạo mới cho một quốc gia. Câu trả lời là to elect new leaders. To elect new leaders. Elect nghĩa là chọn lựa. Leader là nhà lãnh đạo. Elect là động từ. Danh từ của nó là election. Election là sự bầu cử, ví dụ như bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11. What does vote mean? What does vote mean? To elect new leaders to elect new leaders. Hoặc là quý cô chú anh chị nói là to choose new leaders. To choose new leaders. Choose và elect nó có ý nghĩa như nhau. Trong giải thích what quý cô chú anh chị có thể dùng bất cứ từ nào mà mình cảm thấy đơn giản và dễ nhớ để giải thích mean. Miễn sao người nghe hiểu và đúng ý câu hỏi là được hereditary title hereditary là cha truyền con nối title là một danh hiệu, một tước hiệu. hereditary title là một danh hiệu cha truyền con nối. Ví dụ như danh hiệu hoàng tộc như hoàng tử hoặc công chúa. Hoàng tử hoặc công chúa là những người có thể kế nghiệp ngôi vua trong tương lai. Câu trả lời là a royal title such as prince or princess. A royal title such as prince or princess. Royal title là danh hiệu hoàng tộc. Prince là hoàng tử. Princess là công chúa. What does hereditary title mean? What does hereditary title mean? a royal title such as prince or princess a royal title such as prince or princess quý cô chú anh chị cố gắng nhớ ngắn gọn từ khóa là like prince or princess like prince or princess legally incompetent legally là về phương diện pháp lý incompetent là những người thiếu khả năng làm việc mà một người bình thường đều có thể làm được. Trong N400 nó mang ý nghĩa là người bị bệnh tâm thần. Legally incompetent là những người có vấn đề về thần kinh trên phương diện pháp lý đã bị công nhận như vậy, đã có giấy tờ bệnh lý rõ ràng. Câu trả lời là having mental problems. having mental problems Having là đang có. Mental nghĩa là thần kinh. Problem là vấn đề. What does legally incompetent mean? What does legally incompetent mean? Having mental problems. Having mental problems. Mental institution mental là thần kinh, institution là học viện, là bệnh viện, giống như hospital. Mental institution là bệnh viện thần kinh, bệnh viện tâm thần. Bệnh viện tâm thần là bệnh viện dành cho người có vấn đề về thần kinh. Hospital for people with mental problems. Hospital for people with mental problems. Mental problems là vấn đề thần kinh. What does mental institution mean? What does mental institution mean? Hospital for people with mental problems. Hospital for people with mental problems. Old taxes. O là nợ. taxes là thuế má. O taxes là nợ thuế. Mình đóng thuế là đóng tiền cho chính phủ, nên nợ thuế chính là nợ tiền của chính phủ. Câu trả lời sẽ là To owe the government money. To owe the government money. Government money là tiền của chính phủ. What does old taxes mean? What does owe taxes mean? To owe the government money. To owe the government money. Overdue. Overdue là bị quá hạn, vượt quá hạn chót phải trả. Mình đóng tiền bị trễ không đúng kỳ hạn, gọi là overdue. Câu trả lời là Past the deadline. Past the deadline. Past là đã vừa qua. Deadline là hạn chót. What does overdue mean? What does overdue mean? Past the deadline. Past the deadline. File a tax return. File a tax return là khai thuế, là làm thủ tục để gửi giấy tờ thuế cho chính phủ. To send tax paperwork to the government. To send tax paperwork to the government. Tax paperwork là giấy thuế. What is file tax return? What is file tax return? To send tax paperwork to the government. To send tax paperwork to the government. Non-US Resident US Resident là cư dân Mỹ, là những người sống và làm việc ở Mỹ hợp pháp. Thêm từ non trước từ US Resident có nghĩa là không phải cư dân Mỹ. Non có nghĩa là không, nó giống như not vậy. Quý cô chú anh chị sống ở Mỹ và có thể xanh thì là US Resident. Quý cô chú anh chị chú ý đừng bị nhầm lẫn giữa US Resident và US Citizen nha. Câu lời là, not a US resident. What does non-US resident mean? What does non-US resident mean? Not a US resident. Not a US resident. Communist Party Communist Party là đảng cộng sản như việt nam trung quốc hoặc là bắc triều tiên câu trả lời là No freedom like China North Korea No freedom like China North Korea No freedom là không tự do What is Communist Party What is Communist Party No freedom like China, North Korea. No freedom like China, North Korea. Hoặc là quý cô chú anh chị có thể nói đơn giản là Like China, North Korea. Like China, North Korea. Persecute. Persecute là hành hạ, ngược đãi, làm đau người khác có thể vì sự phân biệt chủng tộc hay niềm tin tôn giáo, chính trị. Câu trả lời là To hurt someone badly. To hurt someone badly. Hurt là làm đau. Badly nghĩa là một tình trạng rất xấu, nghiêm trọng. What does persecute mean? What does persecute mean? to hurt someone badly. to hurt someone badly. terrorist organization. Terrorist organization là tổ chức khủng bố. Đây là tổ chức sử dụng bạo lực và nỗi sợ hãi để chống lại con người nhằm đạt được mục đích nào đó. Ví dụ sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ. An organization uses violence against people. An organization uses violence against people. Violence là bạo lực against là chống lại ngược lại. Against people. Chống lại con người. What is terrorist organization? What is terrorist organization? An organization uses violence against people. An organization uses violence against people. Genocide Genocide là tội diệt chủng. Diệt chủng là hành động nhằm tiêu diệt cả một thế hệ, tiêu diệt toàn bộ nhóm người chỉ vì vấn đề sắc tộc tôn giáo. Ví dụ tội diệt chủng Khmer Đỏ ở Campuchia những năm 1975. Câu trả lời là To kill a whole race. To kill a whole race. Whole race là cả một chủng tộc, một số lượng lớn người. What does genocide mean? What does genocide mean? To kill a whole race to kill a whole race. Charger. Charger là tra tấn là hành động cố ý gây đau đớn nghiêm trọng về thể xác hay tinh thần cho một người vì những mục đích như lấy thông tin, khảo cung hoặc để trừng phạt người đó. Câu trả lời là to hurt someone physically. To hurt someone physically. Hurt là làm đau physically là mang tính thể xác. What does torture mean? What does torture mean? To hurt someone physically. To hurt someone physically. Jail or prison. Jail là nhà tù. Prison cũng là nhà tù. Jail or prison có nghĩa chung chung là nhà tù. Nhà tù là nơi để giam giữ phạm nhân. A place where prisoners are kept. A place where prisoners are kept. Prison là nhà tù. Prisoner là tù nhân. Keep là giam giữ và kept là thể bị động, nghĩa là bị giam giữ. What is a jail or prison? What is a jail or prison? A place where prisoners are kept. A place where prisoners are kept. Weapon. Weapon là vũ khí, những thứ như súng, dao. What does weapon mean? What does weapon mean? Like a knife or gun like a knife organ. Từ tiếp theo là military unit. Military là thuộc quân đội, quân sự. Unit là đơn vị, một bộ phận hay một nhóm nhỏ. Military unit là đơn vị quân sự. Đơn vị quân sự là một nhóm làm việc cho chính phủ. Câu trả lời sẽ là a group works for government a group works for government what is military unit what is military unit a group works for government a group works for government crime crime là một hành động vi phạm pháp luật vi phạm pháp luật tiếng anh gọi là break the law an action that breaks the law. An action that breaks the law. An action là một hành động. Breaks the law, vi phạm pháp luật. What is crime? What is crime? An action that breaks the law. An action that breaks the law. offense. Offense là những tội nhỏ. Những tội này không đến mức phải ngồi tù, nhưng có thể sẽ bị phạt tiền. Những hành động quấy rối nơi công cộng, những lời nói hay cách cư xử thiếu văn hóa đối với người khác, gọi là offense. Câu trả lời là a minor crime. A minor crime. Minor là nhỏ, không quan trọng. What does offense mean? What does offense mean? A minor crime. A minor crime. Arrested. Arrested là bị bắt, là bị cảnh sát còng tay. Handcuffed by the police. Handcuffed là bị còng tay. What does arrested mean? What does arrested mean? Handcuffed by the police. Handcuffed by the police. Sided. Sided là bị vé phạt. Nó còn có ý nghĩa khác là bị hầu tòa. Bị tiết kịch giao thông cũng là sided. Câu trả lời là given a ticket by police given a ticket by police given a ticket là bị cho vé phạt. by police là bởi cảnh sát. what does cited mean what does cited mean given a ticket by police given a ticket by police Habitual Drunker Habitual là người nghiện rượu, những người có thói quen uống rượu quá đà và say xỉn thường xuyên như một căn bệnh mãn tính. Câu trả lời là Someone drinks too much alcohol regularly. Someone drinks too much alcohol regularly. Alcohol là rượu. Drinks too much là uống quá nhiều regularly là thường xuyên, vấn đề xảy ra hàng ngày mang tính lặp đi lặp lại. What is habitual drunkard? What is habitual drunkard? Someone drinks too much alcohol regularly. Someone drinks too much alcohol regularly. Từ tiếp theo là procure. Procure là môi giới mại dâm. Đây là hành vi trung gian của các tú ông tú bà tìm kiếm và kết nối khách cho gái mại dâm. Câu trả lời là to find someone for sex. To find someone for sex. Find là tìm kiếm. What does procure mean? What does procure mean? to find someone for sex to find someone for sex prostitute prostitute là gái mại dâm những người làm nghề quan hệ để kiếm tiền someone who has sex for money someone who has sex for money has sex for money là quan hệ vì tiền What is prostitute? What is prostitute? Someone who has sex for money. Someone who has sex for money. Smuggle. Smuggle là buôn lậu, là hành vi đem đồ trái phép qua biên giới tới một quốc gia. To take things to a country illegally to take things to a country illegally. Take things là mang đồ. Illegally là bất hợp pháp. What the smuggle mean? What the smuggle mean? To take things to a country illegally. To take things to a country illegally illegal drugs or narcotics. Illegal drugs or narcotics là những chất cấm, thuốc cấm như thuốc phiện, cần sa. Câu trả lời là like heroin or cocaine. Like heroin or cocaine. What does illegal drugs or narcotics mean? What does illegal drugs or narcotics mean? like heroin or cocaine like heroin or cocaine immigration benefit immigration là sự nhập cư benefit là quyền lợi lợi ích immigration benefit là những lợi ích nhập cư chẳng hạn như visa, thẻ xanh hoặc là quốc tịch câu trả lời là Things like a visa, green card or citizenship. Things like a visa, green card or citizenship. Things là những thứ. Like là giống như. Sử dụng khi mình muốn đưa ra một ví dụ. What is immigration benefit? What is immigration benefit? things like a visa, green card or citizenship. Things like a visa, green card or citizenship. Gamble. Gamble là đánh bạc, chơi bài để kiếm tiền. Câu trả lời là to play a game for money. to play a game for money play a game là chơi bài for money là vì tiền, mục đích để kiếm tiền. What is gamble? What is gamble? To play a game for money. To play a game for money. Public benefit. Public là công cộng. Benefit là lợi ích quyền lợi. Chúng ta vừa mới học từ này trong từ immigration benefit. Public benefits là lợi ích công cộng, chương trình hỗ trợ của chính phủ cho người dân có thu nhập thấp. Quý cô chúng chỉ trả lời là welfare like food stamps. Welfare like food stamps. Welfare là trợ cấp xã hội. What is public benefit? What is public benefit? Welfare like food stamps. Welfare like food stamps. Từ cuối cùng là lie. Lie là nói dối. Nói dối là nói những điều không đúng sự thật. To say something that is not true. To say something that is not true. Say something là nói điều gì đó. Not true là không đúng sự thật. What does lie mean? What does lie mean? to say something that is not true to say something that is not true